Thiện Nhân trở lại sau mâu thuẫn với gia đình, không còn giữ chức giám đốc. Ca sĩ Thiện Nhân thông báo trở lại với âm nhạc sau thời gian ngắn tạm dừng hoạt động nghệ thuật. Thời gian nghỉ ca hát, cô vướng vào mâu thuẫn với gia đình. Ca sĩ Thiện Nhân, quán quân giọng hát Việt nhí 2014, thông báo trở lại với nghệ thuật đúng dịp đầu năm mới 2023. Đại diện của nữ ca sĩ xác nhận thông tin này với Tiền Phong. Quản lý của Thiện Nhân cũng khẳng định nữ ca sĩ không còn giữ vị trí giám đốc công ty du lịch như trước. Hiện tại, công ty du lịch do người yêu của Thiện Nhân làm tổng giám đốc đã được chuyển giao cho người khác. Quyết định trở lại với âm nhạc của Thiện Nhân được nhiều khán giả ủng hộ. Sau ồn ào đáng tiếc, người hâm mộ kỳ vọng Thiện Nhân tỏa sáng bằng tài năng âm nhạc. Ngày 15 tháng 7 năm 2022, mâu thuẫn giữa Thiện Nhân và gia đình gây xôn xao dư luận. Người thân thông báo cô mất tích. Gia đình mất liên lạc với cô từ tháng 1 năm 2022, sau khi Thiện Nhân chuyển tới thành phố Hồ Chí Minh để chung sống với người yêu đồng giới tên Ngân Trác. Thiện Nhân lên tiếng khẳng định cô vẫn giữ liên lạc với gia đình chứ không hề mất tích. Thiện Nhân cho biết, sau khi dẫn người yêu về ra mắt nhưng bị gia đình cấm cản, cô quyết định chuyển ra ngoài sống vì muốn tự lập. Thiện Nhân nhiều lần xin phép và báo với gia đình ý định này. Gia đình luôn là số một, là nơi ấm áp nhất nhưng một số người lại bị tổn thương bởi chính gia đình của mình, Thiện Nhân nói trong buổi livestream với khán giả. Nữ ca sĩ cho biết, khi ra khỏi nhà, cô chỉ mang theo đúng 30 triệu đồng, số tiền ba nuôi gửi về cho cô để tiết kiệm. Thiện Nhân cũng bày tỏ sự khổ tâm khi bị gia đình nghi ngờ ăn chơi, đua đòi. Nữ ca sĩ kể chuyện bị anh chị ruột đánh đập khiến nhiều người bất ngờ. Thời điểm xảy ra mâu thuẫn với gia đình, quán quân giọng hát Việt nhí 2014 tạm ngừng ca hát. Cô chia sẻ nhiều hình ảnh cho thấy đã chuyển hướng sang kinh doanh.